Xin chào các anh em nhé. Hôm nay thì bên công ty Sơn vừa mới về một chiếc Vios G năm 2019, một chiếc xe 2018. Xe còn rất là đẹp. Thì nếu anh em nào mà chưa đủ tài chính để lấy xe mới thì Sơn nghĩ đây là một cái sự lựa chọn cũng không tồi. Thì anh em có thể là tiết kiệm được thêm được cũng cả gần 100 triệu đấy. Và bây giờ thì Sơn sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em ha. Đây phần khoang nội thất của xe anh em cùng coi. Phần khoang động cơ là luôn luôn là một phần rất là quan trọng của một chiếc xe, bởi vì động cơ nó là trái tim của chiếc xe. Ngoại thất có thể xấu nhưng động cơ thì phải còn tốt và mới. Đây Sơn quay trực tiếp những con ốc capo anh em. Nếu trong trường hợp mà xe có bị cấn đụng là cái con ốc này nó sẽ bị tháo ra để cho sơn cái nắp capo lại. Anh em thấy không? Con ốc đang còn rất là mới. Zin. Thật sự để mua một chiếc xe mới mà còn thiếu tài chính thì mua chiếc xe này cực kỳ lợi. Anh em có thể lợi đỡ được cả 100 triệu. 100 triệu này đối với nhiều người có thể rất là nhỏ, nhưng một người mà để đầu tư kinh doanh thì 100 triệu đó là một số vốn rất là lớn. Nên anh em có thể cân nhắc. Phần nội thất của xe thì có phải nói là rất là mới, còn rất là mới luôn. Khách hàng họ rất là chăm chú chiếc xe của mình. Thank you.
thì Sơn đã giới thiệu chiếc Innova, chiếc Vios G năm 2018 cho anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Quý vị hãy nhấn nút đăng ký và like để ủng hộ kênh của Thế Sơn và xem những video mới nhất của Thế Sơn. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không? Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55.